Xin chào tất cả các bạn. Chị trở lại cùng với cả các em trong buổi thứ 3 trong khóa học mùa hạ này. Hiện tại thì chị đã có mặt ở đây rồi. Những bạn nào đã vào học cùng với chị rồi nhở? Hãy điểm danh ở dưới phần bình luận cho chị biết nhé. À, chị đã thấy Linh Linh rồi này. Bảo Yến, xin chào em. Những bạn mà đã có ở trong các nhóm chat rồi thì giúp chị là nhắn tin vào trong nhóm chat gọi bạn bè của mình vào học được không nào? Hôm nay chị lại đem đến một số những cái thông tin quan trọng mà mong muốn là các bạn có thể nắm rõ được. Ok không? Xin chào các em, xin chào các bạn. Rồi, chị đã thấy Vương Hân Nghiên rồi này, Ngọc Bích này, à Ngọc Bình đúng không? Đó, Diệu Hân, rồi Hải Đăng, xin chào các bạn. Chị chào Nguyễn Thị Như nhá. Chị thấy cả Chu Trinh này. Rồi, các em ơi, buổi học hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục nội dung của đoạn trích chị em Thúy Kiều mà hôm qua chúng mình còn đang giang dở, ok không? Tuy nhiên chị cũng có một số những cái thông báo quan trọng mà muốn chúng mình có thể nắm rõ được. Thế nên hãy cùng với nhau đợi một chút xíu, khi mà các bạn vào đông đủ hơn chị sẽ thông báo cụ thể đến với các em nhé. Xin chào Tống Hạnh, xin chào Thái Sơn, chị thấy Huyền Linh rồi này, xin chào các bạn, được không? Các em ơi, vào trong các nhóm chat và gọi các bạn vào học giúp chị được không nào? Rồi, xin chào các em. Chị thấy Quỳnh Hương này, chị thấy Thu Ngân này. Vậy là khóa học của chúng mình đến ngày hôm nay là đã đi được hơn nửa chặng đường rồi đấy. À, một nửa chặng đường, buổi hôm nay là buổi thứ 3. Khóa học của chúng mình diễn ra trong 5 ngày, được không? Thì hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Thật sự thời gian trôi qua rất là nhanh. Chỉ mong sao là kết thúc khóa học này chị lại tiếp tục có cơ hội được đồng hành cùng với các bạn trong các khóa học của Văn Trị Hiên, như là khóa học kiến thức nền này, như là khóa học Văn VIP này, được không nào? Những buổi học vừa qua chị đã thấy được cái sự ham muốn, cái lòng mong muốn để có thể học tập của các bạn. Cũng đã thấy được cái sự sẵn sàng để chúng mình bắt tay vào một năm học mới rất 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 quan trọng, được không? Thế nên chị cũng mong là chúng ta có được một khóa học thành công. Bây giờ là chúng mình đi được hơn nửa chặng đường rồi này. Còn buổi học ngày mai, buổi học ngày kia nữa thôi là chúng ta kết thúc. Nên nếu như có điều gì thắc mắc, hoặc là nếu như các em mong muốn là tới đây vẫn tiếp tục đồng hành cùng với chị, thì đừng ngại ngần nhắn tin cho chị nhá, được không nào? Đừng ngại ngần nhắn tin cho chị, hoặc là nhắn tin qua kênh fanpage Học Văn Trị Hiên Trung học cơ sở, để chúng mình có nhận được những cái thông tin tư vấn cụ thể về các khóa học tiếp theo đây của Học Văn Trị Hiên. Ok chưa? Chị thấy các bạn vào rồi này. Bên cạnh việc là chúng mình đã vào học, đã điểm danh rồi, thì chúng ta có bạn bè ở trong nhóm thì cũng tăng ngay bạn bè vào học nhá. Đúng rồi đấy, chính xác. Chúng mình gọi bạn bè của mình vào học nữa. Ok chưa? Rồi, hiện tại là đã có 60 bạn vào học cùng với chị rồi. Nhưng mà khóa học của chúng mình hiện tại có hơn 1.000 bạn cơ. Thì chị đặt ra một cái thắc mắc là không biết các bạn đi đâu hết rồi nhở? Không biết là các bạn đi đâu hết rồi. Đó, thông tin về khóa học được đăng tải lên và các bạn rất là hào hứng này, rất là mong muốn tham gia. Thế nhưng mà chúng mình tham gia thì cũng phải có sự nghiêm túc chứ nhở? Phải có sự nghiêm túc này, phải có sự đầu tư này, phải có sự dành thời gian ra thì cái khóa học diễn ra nó mới không phải là uổng phí. Ok chưa? Chị mong là các bạn cũng hiểu được điều đấy nhá. Chị mong là các bạn hiểu được tại sao chị lại gắt gao trong việc điểm danh, tại sao chị lại gắt gao trong việc gửi tài liệu đến với các bạn. Bởi vì là gì? Bởi vì là lập ra khóa học này không phải là để các bạn tham gia cho vui, hoặc là không phải là để cho các bạn tham gia xong rồi để đấy. Thế nên khi mà chúng mình càng lơ là thì chị lại càng phải siết chặt một số những cái nội quy. Ok chưa? Nên chị cũng mong là các bạn hiểu được điều đó nhá. Ngày hôm nay cũng đã có những bạn nhắn tin cho chị mong muốn là được lọc nhóm. Tức nghĩa là để loại những bạn mà thật sự không quan tâm, thật sự không học, để làm sao để cho khóa học mà diễn ra thực sự cho những bạn nào chúng ta quan tâm, chúng ta muốn học thì chúng ta tập trung học thôi. Ok chưa? Thế nên ở đây có những bạn nào thực sự muốn học thì chị nghĩ là đã có mặt ở đây rồi đấy. Còn những bạn nào mà chưa tham gia thì không biết là hiện tại đang bay nhảy ở đâu rồi. Không biết là hiện tại đang có những cái hoạt động nào khác rồi nhở? Ok chưa? À, vừa rồi các bạn vừa xem một video ở trên kênh fanpage của Văn Trị Hiên đúng không? Một video mà giữa cả phần hình ảnh này và cả phần lời thoại này đã giúp cho chúng ta có được một cái hình dung cụ thể, vừa khái quát lại vừa cụ thể, với cái cách thức trình bày mới lạ và độc đáo đúng không? Chúng ta đã hình dung được ra về nhân vật Thúy Kiều. Lại thêm một buổi học hôm nay nữa thì chị tin là chúng ta không muốn nhớ thì cũng phải nhớ về Thúy Kiều thôi, được không? Ok chưa? Được sự đón nhận của các bạn, chị cũng rất là vui với những video như vậy. Thế nên nếu như mà em muốn có thêm hoặc là được xem thêm nhiều những video như thế nữa,
Đừng quên là theo dõi kênh fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở nhá. Và cũng đừng quên là học thật là chăm chỉ ở trong khóa học này, bởi vì đây là khóa học về văn học trung đại, một phần kiến thức mà chị mong là sau khi kết thúc khóa học các bạn sẽ không còn sợ nữa. Chị mong là sau khi kết thúc khóa học các em có được một cái bộ tài liệu để đồng hành cùng với các bạn trong những chặng đường tới đây. Và chị cũng mong là sau khi kết thúc khóa học các em hiểu được như thế nào là học trong những khóa học online cùng với học văn chị Hiên, khi mà được nghe giảng này, được ghi chép, được nhận tài liệu, được làm bài tập và chấm chữa. Ok chưa? Được không nào? Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay lên hơi chậm nhở, hôm nay số lượng các bạn vào học cũng hơi chậm đấy. Hiện tại cũng có khoảng gần 90 bạn thôi. Chúng ta sẽ lấy mốc là 100 bạn và sau đó chị sẽ thông báo những cái nội dung quan trọng đến với các bạn nhá. Được không? Đó, thế nên là những bạn ơi, các em có bạn bè ở trong nhóm chúng mình đã có những cái phần mini game mà mời bạn bè vào học đấy. Thế bây giờ chúng mình nhắc lại và chúng mình tang các bạn bè mà chúng mình đã mời vào trong buổi học này giúp chị được không? Chị cũng ngồi đây đợi các bạn. Chị cũng ngồi đây đợi các bạn, chúng mình đợi chị gửi tài liệu thì chị cũng ngồi đây đợi các bạn để chúng mình đủ số lượng. Ít nhất ý, thì cũng phải được 100 bạn chứ. Khóa học gì mà, nhóm học gì mà hơn 1.000 bạn mà bây giờ chưa nổi 100 bạn thì không biết là chị lấy đâu ra cái động lực để tiếp tục bây giờ. Được không? Ok chưa? Rồi. Ok không nào? Nhá. Về phần tài liệu buổi số 2 thì chị sẽ gộp cùng với cả tài liệu buổi hôm nay. Được không? Chị sẽ gộp cùng với cả tài liệu buổi hôm nay và vẫn sẽ tính cái phần điểm danh ở cái post sáng nay chị post lên ý. Được không? Nhớ, ở phần bài đăng mà sáng nay chị đăng ở trong nhóm mà bây giờ các bạn vẫn đang rất là tích cực điểm danh ở đó, thì chị vẫn sẽ tính cái số lượng ở đấy. Khi nào mà bài đó được 800 bạn bình luận, 800 bạn điểm danh đầy đủ thì chị sẽ gửi tài liệu buổi 2 và buổi 3. Thế nên các bạn vẫn còn thời hạn, các bạn vẫn còn thời gian nhá. Đó, soát lại xem bạn bè của mình đã vào hay chưa, soát lại xem bạn bè của mình đã vào điểm danh hay chưa. Đấy, thì chị nghĩ là đến ngày mai thôi, đến ngày mai thôi là các bạn sẽ, những bạn nào thực sự quan tâm và thực sự muốn học trong khóa học thì các bạn sẽ vào điểm danh đầy đủ, nên các em có thể yên tâm ở phần đó nhá. Ok chưa? Chứ đâu phải là chị không muốn gửi cho các bạn đâu, chị cũng cần phải đảm bảo chất lượng của khóa học nữa chứ. Tuy là miễn phí nhưng những cái phần kiến thức này không phải là những phần kiến thức mà chúng ta tự nhiên chúng ta có được được. Đúng không? Chúng ta bỏ thời gian ra cùng với nhau học cơ mà. Ok không? Được không nào? Được không nào? Ok chưa? Đâu hết rồi? Hôm nay leo lên đến con số 100 khó khăn ghê ấy nhở? Hôm nay leo đến con số 100 hơi khó khăn đấy. Thế thì trong lúc chờ đợi các em có thắc mắc gì muốn chị giải đáp không? Trong lúc chờ đợi các bạn có thắc mắc gì muốn chị giải đáp không? Chị sẽ giải đáp luôn. Được không? Những thắc mắc liên quan đến cả cách mà chúng mình học môn văn, đặc biệt là phần kiến thức văn học trung đại, với những phần kiến thức mà buổi trước chúng mình đã học này, hay là những thắc mắc liên quan đến cách mà chúng mình tham gia các khóa học của học văn chị Hiên này, hay là cách mà chúng mình sử dụng sách khi chúng ta học này. Được không? Ok chưa? Buồn ghê luôn. Không sao, được không nào? Chị vẫn ở đây mà, chị vẫn ở đây và cùng với chúng mình kiên nhẫn chờ đợi, cùng với cả chúng mình học ở trong khóa học này cho đến buổi cuối cùng. Ok chưa? Lộ trình đã lên rồi, cứ như vậy mà triển khai. Nhưng chị chỉ mong là sao? Các em tham gia và các em có trách nhiệm với cái hoạt động của mình, có trách nhiệm với cả những cái sự mong muốn của mình. Rõ ràng bảo với chị là mong muốn học trong khóa học, thế mà tham gia rồi xong lại không học, thế thì là như thế nào? Được không? Rất khó để lý giải cho cái hành động đấy, rất khó để lý giải cho cái trạng thái đấy của các bạn. Được không? Ok chưa? Rồi. Được không nào? Nghe chừng là cái phần thông báo của chị chắc là phải lấy cái mốc nó ít hơn thôi, chắc là phải đến 90 bạn thôi. Được không? Có thể trong những phần phát trực tiếp thì chị sẽ tiết kiệm thời gian nên là sẽ thông báo sớm với các bạn, không nhất nhất đi theo cái mục tiêu như lúc đầu chị nói. Nhưng tất cả những phần để nhận bài tập này, tất cả những cái yêu cầu khác khi mà chúng mình muốn nhận tài liệu, muốn được chữa bài vân vân thì các bạn cần phải làm đúng. Bây giờ chị muốn thông báo với các bạn một số những cái thông báo như sau. Thứ nhất, khóa học của chúng ta ngày hôm nay đã đến buổi thứ 3 rồi và tài liệu buổi 2 hiện tại vẫn chưa đủ số lượng các bạn điểm danh để chị gửi. Thế nên chị nghiêm túc nhắc nhở này, chị nghiêm túc thông báo với các bạn là hãy vào điểm danh đầy đủ. Có bạn bè ở trong nhóm nhắc nhở các bạn vào học giúp chị, được không? Nhắc nhở các bạn vào học. Đấy là thông báo đầu tiên. Thông báo thứ hai, đây nhá, chị sẽ ghi luôn ở đây. Thông báo đầu tiên là chúng ta vẫn chưa điểm danh để nhận tài liệu.
Đấy là điều rất là đáng tiếc đấy. Đáng ra là giờ này các bạn đã có tài liệu của buổi số 2 về đoạn trích chị em Thúy Kiều rồi. Tuy nhiên là chúng mình chưa điểm danh đủ. Thế nên chị sẽ gộp tài liệu buổi 2 và buổi 3 vào cùng làm một file. Và sẽ đợi đến khi nào các bạn điểm danh đủ 800 bạn khác nhau nhá. Tức nghĩa là mỗi bạn chỉ bình luận một lần thôi. Ở trong cái phần chị đăng buổi sáng hôm nay, khi nào đủ chị sẽ đăng tài liệu buổi 2 và 3. Được không nào? Tài liệu buổi 2 cộng buổi 3. Đó. Cái thứ hai là một thực trạng rất đáng buồn ở trong khóa học của chúng mình. Đấy là càng ngày các bạn càng rệu rã, không hiểu sao. Buổi đầu tiên thì rất là tích cực, nhưng càng ngày thì tất cả mọi người, những bạn chăm chỉ và cả tiểu học văn chị Hiên nữa, vẫn đang cố gắng để chúng ta làm sao học thật là tốt về phần kiến thức văn học trung đại. Thế nhưng đã có những bạn rơi rụng rồi, đã có những bạn là từ bỏ rồi. Thế nên chị lại phải thiết chặt hơn nữa cái nội quy này. Đó là gì? Đó là cần phải có tối thiểu mỗi buổi học nhá, cần phải có tối thiểu là 120 bạn tham gia. Được không? Nếu như chỉ cần một buổi mà không đủ từng này bạn thì kết thúc khóa học chị sẽ xóa tất cả những phần phát trực tiếp này. Được không nào? Nhá, nếu như mà không đủ, có một buổi nào đó không đủ 120 bạn vào học cùng với chị, phần này chị có thể kiểm soát được, chị có thể nhìn lên và thấy được số mắt xem, được không? Thì nếu như có bất cứ một video nào, hôm nay là buổi video thứ 3 rồi và hiện tại vẫn chưa đạt được mức này đâu. Ok chưa? Rất mong là trong suốt quá trình học là sẽ đạt được đến cái mốc này, để chị không phải làm cái công việc là xóa tất cả những phần phát trực tiếp sau khi khóa học này kết thúc. Các bạn lưu ý điều đấy giúp chị nhá. Được không? Các bạn lưu ý điều đó giúp chị. Ok chưa? Đó là hai cái thông báo đặc biệt quan trọng mà chị muốn nhấn mạnh với các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Nhá, các bạn cũng giúp chị là truyền tải đến những bạn bè của mình, truyền tải đến những bạn mà chúng mình biết là đang tham gia khóa học và đang có cái dấu hiệu là không muốn học nữa đây này. Được không? Đó, ok chưa? Để đảm bảo công bằng với tất cả chúng ta. Nếu như mà các bạn không chịu học mà chị cứ giữ video như vậy là các bạn hay ỉ lại lắm. Nên là bắt buộc chị phải làm thật là chặt cái việc này thôi. Được không nào? Nhá, ok chưa? Được không? Đó là cái thông báo thứ hai. Đó là cái thông báo mà chị mong muốn các bạn cần phải nhớ được. Và cái thông báo thứ ba này, đó là gì? Đó là đã có những bạn nhắn tin và áp dụng phần phiếu giảm giá rồi, được không nào? Cái phiếu ưu đãi học phí của chúng mình khi chúng mình đăng ký khóa học ý. Ok chưa? Nhá, thẻ ưu đãi. Thì nhiều bạn thắc mắc với chị đó chính là thẻ ưu đãi này dùng như thế nào. Thế là các bạn đã nhắn tin về cho chị và đã đăng ký thành công, áp dụng thành công cái thẻ ưu đãi này đối với việc chúng mình tham gia các khóa học. Chị nhấn mạnh lại này, thẻ ưu đãi của chúng mình là chúng mình được giảm 100k khi mà chúng mình đăng ký khóa học, áp dụng cho cả khóa học kiến thức nền, bao gồm từ tháng 7 cho đến tháng 10, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 4 tháng. Được không nào? Nhá, ok chưa? Cho đến hết tháng 10 và tất nhiên là sẽ có một phần nội dung nhỏ sang đến tháng 11 nữa đấy. Đó là khóa học kiến thức nền. Và thứ hai, chúng ta cũng được áp dụng cái thẻ ưu đãi này đối với khóa học văn VIP. Ok chưa? Và khóa học VIP là khóa học cả năm gồm có 10 tháng. Đó. Đó, thì thẻ ưu đãi này được áp dụng cho hai khóa học này và đã có những bạn áp dụng thành công rồi đấy. Và chị nhấn mạnh thẻ ưu đãi này chỉ có tác dụng, tức nghĩa là chỉ có giá trị trong thời gian mà khóa học này diễn ra thôi. Và đây là thẻ dành riêng cho những bạn ở trong khóa học mùa hạ này. Thế nên nếu như mà chúng mình vẫn còn băn khoăn hay là chúng mình nghĩ rằng là thẻ ưu đãi này thôi cứ để sau sử dụng, thì đến lúc mà không sử dụng được nữa thì chị thực sự không biết phải làm như thế nào để giúp các bạn đâu. Nên các em hãy nhanh chóng tận dụng cái cơ hội này nhá. Thẻ ưu đãi này có thời hạn là sau khi kết thúc khóa học này. Được không nào? Là trong thời gian khóa học diễn ra thì các bạn sẽ được áp dụng thẻ ưu đãi. Còn sau khi kết thúc khóa học rồi thì thẻ ưu đãi không còn giá trị nữa. Và chị khuyên là chúng mình có thể tham khảo, nếu các bạn còn băn khoăn về mặt học phí, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo về khóa học kiến thức nền. Bởi vì sao? Bởi vì là các em hiểu rồi đấy.
bạn ơi, các bạn ơi, chị đã trở lại rồi đây. Chị thật sự cảm lúc đấy chị đã phải rất là cố gắng để lấy lại cái tinh thần của mình ý. Được không nào? Vừa rồi là chị đang phát trực tiếp, xong rồi tự dưng mạng báo là kết nối không dây kém. Chị thực sự giật mình luôn. Nên là phải ngay lập tức phát lại cùng với các bạn đây. Các em vào lại cùng với chị nhá. Được không? Các bạn vào lại cùng với chị nhá. Ok chưa? Được không nào? Rồi, chị đã thấy các bạn rồi đây. Cảm ơn các em thật sự rất là nhiều, bởi vì là các bạn rất là kiên nhẫn trong những buổi học cùng với chị. Tính từ buổi 1 đến buổi hôm nay, buổi hôm qua cũng bị gián đoạn và học đến 2 lần liền. Buổi hôm nay cũng như vậy. Có lẽ là tất cả các buổi học của chúng ta là phải học đến 2 lần nên mới hiệu quả thì phải. Hình như là như thế. Được không? Hình như là như thế. Thôi thì đối diện với tất cả những cái gọi là nó khó khăn như vậy, chúng ta cứ nhìn nó bằng một cái cách lạc quan thôi. Và chị tin là các bạn vẫn ở đây. Và chị tin là chúng mình vẫn sẽ muốn học cùng với nhau. Được không nào? Rồi. Thì vừa rồi chị đã trao đổi cùng với các bạn một số những cái thông báo quan trọng mà chị mong là các bạn nắm rõ nhá. Ok chưa? Đặc biệt là thông báo số 3 này. Để làm sao? Bởi vì đây là cái phần thông báo và đây cũng là cái thông tin mà chị mong các em có thể áp dụng được và các bạn không bị bỏ lỡ. Tất cả những điều này đều là những món quà tri ân của Học Văn Chị Hiên muốn gửi đến các bạn. Nhờ có tinh thần học của các em nên là mặc dù chưa vào năm học mà tất cả các anh chị trong team và tất cả các bạn 2K7 đến từ rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước đã có được một cái tinh thần và có được một cái khí thế học tập rất là tốt đấy, rất đáng khen ngợi. Thế nên đây là món quà dành tặng cho tất cả các bạn. Hãy cố gắng là chúng mình tận dụng món quà này nhá. Ok chưa? Còn bây giờ chúng mình sẽ bước vào nội dung buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta đang dừng lại ở hình ảnh của Thúy Kiều, ở trong đoạn trích chị em Thúy Kiều đúng không? Đã có các bạn nhắn tin về cho chị và xin lại những câu thơ mà chị đọc ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm qua để chúng ta dẫn dắt vào tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Thì chị có thể đọc lại để nếu như mà bạn nào chúng mình chưa nắm rõ, các bạn cũng có thể ghi lại nhé. Đó chính là những vần thơ của tác giả Chế Lan Viên. Tác giả Chế Lan Viên trong những vần thơ của mình đã từng viết là gì ạ? Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn, khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, khi Hưng Đạo Vương diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Đó là những vần thơ mà chúng ta có thể thấy được là tác giả Chế Lan Viên đã khái quát được cả một cái trang lịch sử hào hùng của dân tộc. Và ở đó có những vị anh hùng dân tộc với những chiến công oanh liệt trong lịch sử, nhưng ở đó cũng có sự xuất hiện của một trang thiên cổ kỳ bút, đúng không nào? À chị xin lỗi, một trang gọi là một trang thơ, một áng văn chương kỳ tài của nền văn chương Việt Nam, đó chính là Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du đấy. Thế thì hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục đi tìm hiểu, đặc biệt là về vẻ đẹp của một nhân vật chính xuất hiện ở trong tác phẩm này, đó chính là nhân vật Thúy Kiều. Ok chưa? Sau những vần thơ mà tác giả giới thiệu về vẻ đẹp của Thúy Vân, thì bằng thủ pháp đòn bẩy, tác giả đã gợi ra vẻ đẹp của Thúy Kiều. Thúy Kiều là một người con gái quốc sắc thiên hương, đúng không? Là một người mỹ nhân, và ở đó nàng không chỉ có vẻ đẹp về nhan sắc mà nàng còn có tài năng và đặc biệt là tài đánh đàn. Khái quát lại một chút xíu thì đối với cả Thúy Kiều, nhà thơ Nguyễn Du vẫn sẽ sử dụng, được không nào? Tác giả Nguyễn Du vẫn sử dụng cái thủ pháp là bút pháp ước lệ tượng trưng để miêu tả vẻ đẹp của đôi mắt Thúy Kiều. Buổi hôm qua chị đã trao đổi cùng với các bạn rồi đấy. Thế thì bên cạnh vẻ đẹp về nhan sắc thì Thúy Kiều còn có vẻ đẹp, còn có tài năng nữa, được không nào? Còn có tài năng nữa thể hiện thông qua những vần thơ sau. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm, cùng thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đất hồ cầm một chương, khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Rồi, ở đây nhá, chúng ta sẽ chú ý vào đây này. Cái cơ sở của tài năng đó chính là tư chất thông minh sẵn có của Kiều, thông minh vốn sẵn tính trời. Được không? Ok chưa? Nhá, thông minh vốn sẵn tính trời đó. Vậy là cái tài năng này của Kiều này là đến từ cái tư chất có sẵn rồi, là sự thông minh, được không? Và đảo từ thông minh lên
lên đầu là tác giả đã nhấn mạnh, không chỉ nhấn mạnh một cái tính cách mà còn nhấn mạnh một nhân cách, bởi nó là cơ sở để tạo nên cái tài đạt tới đỉnh cao của Thúy Kiều. Cái tài đạt tới đỉnh cao của Thúy Kiều là gì? Là tài cầm kỳ thi họa. Được không? Ok chưa? Rất là toàn diện. Tài nào cũng ở cái đỉnh cao hiếm có. Và trong đó nổi bật hơn cả chính là tài đàn. Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Đó, ok chưa? Nếu như nhá, nếu như mà về sắc thì còn có thể có người sánh bằng, nhưng mà về tài thì không ai sánh bằng. Cái tài năng ấy là đến từ cái tư chất vốn có của Thúy Kiều rồi, là từ sự thông minh. Đó, ok chưa? Được không? Tác giả đào cái từ thông minh lên. Đáng giá là vốn sẵn là thông minh, là nhờ tính trời đấy, nhưng ở đây tác giả đã đảo từ thông minh lên để nhấn mạnh được cái tư chất thông minh này. Và đây cũng là nguồn gốc cho rất nhiều những cái tài năng của Thúy Kiều. Tài năng nào cũng đã đạt đến đỉnh cao. Tài cầm kỳ thi họa đây, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Chúng ta hãy chú ý đến một loạt những cái từ mà nó đã đạt đến cái độ đỉnh cao rồi, tuyệt đối rồi. Vốn sẵn này, được không? Đủ mùi ca ngâm này, rồi cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trường, được không? Thế thì ở đây với một loạt bốn cái từ này nhá, vốn sẵn này, đủ mùi này, lầu bậc này, ăn đứt, các em có thấy là nó cho thấy được một cái tài năng mà làm việc gì cũng rất là nhuần nhuyễn rồi không? Ở trong cái lĩnh vực nào cũng rất là tốt rồi không? Đều đạt đến cái đỉnh cao rồi, ok chưa? Đấy, được không? Các bạn thấy không? Nhá, cơ sở của chúng ta, cơ sở cái tài năng của Thúy Kiều đó chính là sự thông minh. Thế thì cái sự thông minh ấy đã giúp cho nàng có thể nhuần nhuyễn này, đạt đến đỉnh cao của rất nhiều những tài năng, cả về cầm kỳ thi họa, đúng không? Tài nào cũng ở đỉnh cao hiếm có, tài nào cũng ở cái mức là gì? Vốn sẵn tính trời, rồi đủ mùi ca ngâm, rồi lầu bậc ngũ âm, rồi ăn đứt hồ cầm một trường. Được không? Các bạn hình dung ra cái điều đấy chưa? Các bạn hình dung ra cái điều đó chưa? Được không? Ok chưa? Được không nào? Bên cạnh cái việc mà lắng nghe chị giảng này, các bạn cũng có thể là chúng ta sẽ chủ động hơn trong quá trình học khi các em theo dõi những phần chú thích trong sách giáo khoa để chúng mình hiểu được. Bởi vì là ở trong truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du sử dụng rất nhiều những điển tích, điển cố. Đó, sử dụng rất nhiều những cái điển tích, điển cố, và đấy cũng là một cái bút pháp mà được các tác giả văn học trung đại thường xuyên sử dụng. Để nó, đấy chính là đặc trưng của văn chương bác học, được không? Đặc trưng của văn chương bác học tức nghĩa là những nhà nho là họ làm văn chương thì họ đưa rất nhiều những cái kiến thức, họ đưa rất nhiều những cái sự hiểu biết của mình thông qua hệ thống các điển tích, điển cố ở trong tác phẩm đấy. Được không? Ok chưa? Các bạn hình dung ra không nào? Đó, thế thì về tài năng của Thúy Kiều nhá, tài nào cũng đã đạt đến mức đỉnh cao rồi, nhưng đặc biệt tác giả Nguyễn Du còn nhấn mạnh về cái gì ạ? Về tài đàn của Thúy Kiều. Đây, khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Ở đây là tác giả muốn nhấn mạnh là gì? Là khúc nhà tay lựa nên chương. Đây, các bạn áp dụng cái cách mà chị vừa mới nói nhá, là chúng ta có thể hiểu được những cái chú thích. Nên chương nghĩa là thành bài, được không? Và một thiên bạc mệnh ở đây là để chỉ một bản nhạc có tên là bạc mệnh. Bạc mệnh tức nghĩa là phận mỏng, ý nói xấu số. Não nhân là làm cho lòng người sầu não, đau khổ. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Thế thì với cái câu thơ này chúng mình hình dung được như thế nào về cái tài năng đánh đàn của Thúy Kiều đấy? Về tài năng đánh đàn của Thúy Kiều nào, ở đây nhá, ở đây chúng mình hình dung nghề riêng chính là chỉ cái sở trường của Thúy Kiều, và ăn đứt chính là để chỉ cái cách đánh giá sự vượt trội về tài năng của Thúy Kiều đấy. Rồi, được không? Còn não nhân lại là từ mang ý nghĩa để phúng dụ, để vừa chỉ tình cảm bi thảm trong âm điệu của tài đàn, lại vừa dự báo được một số phận đầy bi thương của nàng. Như vậy, ngay từ trong nhan sắc, rồi đến cả tài năng của Thúy Kiều, chúng ta đều thấy được phảng phất ở đây là sự dự báo của tác giả Nguyễn Du. Đến đây chúng ta lại một lần nữa cảm phục trước cái tấm lòng, trước cái tài năng của tác giả Nguyễn Du, khi mà tác giả còn gửi gắm trong những câu thơ miêu tả của mình, tưởng chừng như chỉ là miêu tả đơn giản, nhưng không, bên cạnh việc miêu tả về nhan sắc, về ngoại hình, về tài năng của con người, thì tác giả bằng cách sử dụng từ ngữ của mình này, bằng cách đem đến cái cảm xúc, đem đến cái ý nghĩa, đem đến sức sống trong ngôn ngữ của mình, thì tác giả Nguyễn Du còn gửi gắm ở đó là sự dự báo về số phận nữa. Được không? Đấy chính là cái sáng tạo, đấy chính là cái độc đáo mà khiến cho truyện Kiều
chứng xứng đáng, được không nào? Truyện Kiều xứng đáng là một kiệt tác của nền văn học dân tộc, và không phải là Nguyễn Du chỉ sao chép một cách đơn thuần so với cả Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên Trung Quốc, mà ở đây chính những cái điều chúng ta đang phân tích đã giúp khẳng định là Nguyễn Du có sự sáng tạo hơn rất là nhiều và gửi gắm ở trong trang thơ, gửi gắm ở trong trang truyện nôm này của thủy của tác giả Nguyễn Du là gì ạ? À, là tấm lòng, là tinh thần nhân đạo, là cái tầm tư tưởng lớn. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Các em hình dung ra không nào? Đó, nhá, ok không? Được không, được không? Các bạn hình dung ra về tài năng của Thúy Kiều chưa? Đây, nếu như mà bạn nào mong muốn chúng ta kết nối phần kiến thức của buổi hôm qua kết hợp với buổi hôm nay thông qua một cái sơ đồ thì đây, hôm qua chị đã bảo các bạn nhắn tin về cho chị để nhận sơ đồ. Không biết là các bạn đã nhắn chưa? Không biết là các bạn đã nhắn chưa, nhưng mà đây, nếu như mà chúng mình nhắn tin về cho chị, các bạn sẽ nhận được một cái phần sơ đồ như thế này đấy. Và ở đó có đầy đủ là gì? Ở đó có đầy đủ chuyện người con gái Nam Xương này, rồi là gì? Chị em Thúy Kiều này, rồi có cả cảnh ngày xuân Kiều Lầu Ngưng Bích. Được không? Tất cả những cái đoạn trích rất là quan trọng của nền văn học trung đại. Và trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì các bạn đều có được khi mà nhắn tin về cho chị và có cái file về sơ đồ như thế này đấy. Ok chưa? Thế thì bây giờ sẽ cùng với chị tổng kết lại nhá. Tổng kết về đoạn trích chị em Thúy Kiều, chúng ta có thể thấy đoạn trích chị em Thúy Kiều với nội dung chính chia ra làm 3 phần. Nhưng ở đây chị chia nhỏ hơn nữa cái phần thứ hai về vẻ đẹp riêng của hai chị em ấy. Chị chia ra riêng Thúy Vân riêng và Thúy Kiều riêng. Chúng mình sẽ quan sát nhá. Tổng kết lại này, đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Thế thì phần đầu tiên là giới thiệu chung về vẻ đẹp của hai chị em với 4 câu thơ đầu. Ở đó ta thấy hai ả tố Nga là để chỉ người con gái đẹp, đúng không? Rồi mai cốt cách tuyết tinh thần đó là bút pháp ước lệ tượng trưng để chỉ một vẻ đẹp thanh cao và duyên dáng. Vậy là hai chị em vừa đẹp người vừa đẹp nét, đẹp về nhan sắc là hai ả tố Nga này, đẹp về phẩm chất thanh cao là ả mai cốt cách tuyết tinh thần. Và đặc biệt mỗi người đều đẹp một cái vẻ đẹp khác nhau, không pha trộn, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, được không? Đó là 4 câu thơ đầu nhá. Sau đó chúng ta đến với những câu thơ mà tác giả Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, được không? Tác giả Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, các bạn hình dung ra không? Thì hôm qua chúng ta đã cùng với nhau nhấn mạnh đó là gì? Thúy Vân mang một cái vẻ đẹp từ cái tư chất đó, được không? Từ cái vẻ đẹp về phẩm chất của nàng đã toát ra là gì? Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, được không? Với 4 câu thơ đó thì Thúy Vân hiện lên là một người như thế nào? Đầu tiên là được khái quát về vẻ đẹp cao sang ở cả nhan sắc và thần thái. Vân xem trang trọng khác vời, ok chưa? Rồi là tác giả nhấn mạnh và tác giả tập trung miêu tả những cái bộ phận trên gương mặt, trên khuôn mặt của Thúy Vân để nhằm mục đích là vẽ lên chân dung của một nàng Thúy Vân mang vẻ đẹp phúc hậu, hiền từ, và ở đó là dự báo về số phận rất là bình yên của Thúy Vân nữa. Khuôn mặt thì đầy đặn này, nét mày thì nở nang, nụ cười thì giống như là hoa cười vậy, tươi tắn như bông hoa, rồi là giọng nói thì trong trẻo như ngọc thốt, rồi nước tóc thì mềm mại như làn mây, màu da thì trắng trong như tuyết. Đó, bút pháp ước lệ tượng trưng được vận dụng một cách điêu luyện, từ đó gọi ra được một vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu, thuần khiết và dịu dàng. Ok chưa? Được không nào? Các bạn đã tham gia được chưa nhở? Các bạn hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không nào? Các bạn hình dung ra chưa? Đấy, và về vẻ đẹp của Thúy Vân thì chúng ta không thể quên được cái phần là tác giả Nguyễn Du có sự dự đoán về số phận qua việc tác giả sử dụng từ ngữ là thua và nhường, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Đó, đấy, vậy là vẻ đẹp của Thúy Vân mang cái sự hài hòa khiến cho thiên nhiên cũng phải nhường bước. Một cái thái độ nó rất là nhẹ nhàng thôi, đúng không? Và ở đó chính cái sự hài hòa đấy nó đã gợi lên được một số phận rất êm đềm và bình yên cho nàng Thúy Vân. Được không nào? Các bạn hình dung ra chưa? Ôn tập lại về Thúy Vân như vậy nhá. Các bạn có theo kịp không? Các em có theo kịp không? Thậm chí bạn nào mà chăm chỉ chúng ta hoàn toàn có thể nhìn ở trong phần sơ đồ này và ghi nhanh ra được luôn đấy. Không cần phải chờ đợi đến lúc mà chị kết thúc phần phát trực tiếp xong rồi nhắn tin về cho chị đâu. Các em hoàn toàn có thể nhìn ở đây mà các bạn tự viết được những cái sơ đồ cho mình luôn. Ok chưa? Được không nào? Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Mà sao chị phát lại là ít bạn vào học hơn nhở? Vừa rồi chị đã thấy các bạn lên đến con số là hơn 100 bạn rồi đấy. Mà bây giờ lại tụt xuống còn có 90 bạn thôi. Đâu hết rồi?
Hãy nhớ là chúng ta mục tiêu là 120 bạn vào xem đấy, 120 bạn tham gia vào mỗi buổi học đấy, được không? Được không các em? Chúng mình hình dung ra được vẻ đẹp của Thúy Vân chưa? Các bạn hình dung ra được vẻ đẹp của Thúy Vân chưa? Ở trong sơ đồ này nhá, hãy chú ý là chị đưa ra dẫn chứng trước, sau đó chị mới suy ra vẻ mặt nội dung để đảm bảo là các bạn không học thuộc lòng một cách kiến thức và các bạn không học thuộc lòng một cách sáo rỗng. Tức nghĩa là hiểu được các bạn viết trong bài văn của mình nội dung như thế, nhưng mà lại không biết là nội dung đấy thể hiện qua dẫn chứng nào. Điều đó tuyệt đối không được nhá. Thế nên trong sơ đồ là chị đều ghi dẫn chứng ra trước, sau đó mới có phần suy ra về nội dung. Các em thấy không? Hai ả tố Nga nội dung là gì? Hai là mai cốt cách tuyết tinh thần thì đấy là sử dụng bút pháp gì và gợi ra ý nghĩa ra làm sao? Ok chưa? Hay đến với vẻ đẹp Thủy Vân cũng vậy. Đây, được không? Đó nhá. Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Được không nào? Được không? Rồi, ok. Thì đó là vẻ đẹp của Thủy Vân. Còn buổi hôm nay như vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau trao đổi, chúng ta nắm được thêm cả về vẻ đẹp của Thúy Kiều nữa đấy. Qua thủ pháp đòn bẩy thì tác giả Nguyễn Du đã gợi ra một cách đầy khéo léo nhưng cũng đầy trang trọng, được không? Đầy cái sự ngợi ca về vẻ đẹp của Thúy Kiều. Kiều càng sắc sảo mặn mà, pha nghề thi họa. À, chị xin lỗi. Kiều càng sắc sảo mặn mà, được không nào? Ok chưa? So bề tài sắc lại là phần hơn, làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Thế thì cái sự sắc sảo mặn mà đó, lại là phần hơn đó, chính là thủ pháp đòn bẩy. Rồi từ đấy thì vẻ đẹp về nhan sắc của Thúy Kiều được hiện lên thông qua bút pháp ước lệ và tập trung vào miêu tả đôi mắt. Đôi mắt trong trẻo, được không nào? Có cái sự trong sáng sắc sảo của làn nước mùa thu, rồi lá dáng lông mày thì mềm mại như là dáng núi mùa xuân. Đó, thì đặc tả miêu tả về cái cửa sổ của tâm hồn như thế, miêu tả về một đôi mắt như thế thì hẳn là nàng Kiều phải là một nàng tuyệt thế giai nhân, đúng không? Có cái sắc đẹp thật là sắc sảo, vừa mặn mà lại vừa như thế nào, dịu dàng đằm thắm lại vừa như thế nào nữa, lại vừa cho khiến cho tất cả mọi người phải rung động trước cái vẻ đẹp đấy. Được không? Ok chưa? Nhá, tác giả đã gợi ra được một đôi mắt đẹp và trong sáng, long lanh, thể hiện được cả vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ nữa. Không phải là chỉ vẻ đẹp về nhan sắc, mà còn có cả vẻ đẹp về tâm hồn và trí tuệ. Các em có theo kịp không nào? Ok chưa? Rồi tiếp tục nhá, không chỉ có vẻ đẹp về nhan sắc, Thúy Kiều còn được tác giả Nguyễn Du khắc họa và đặc tả về vẻ đẹp về tài năng, được không? Ok chưa? Cái những cái tài năng của Thúy Kiều thì như vừa rồi chúng ta đã thấy, đó đều là những tài năng xuất chúng và Thúy Kiều là một người đa tài. Đó là một người rất là đa tài, khi mà cầm kỳ thi họa, tài nào cũng đã đạt đến đỉnh cao. Ok chưa? Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm, cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đất hồ cầm một chương. Rồi là gì? Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Việc mà khắc họa về thiên bạc mệnh, tức nghĩa là nhờ có cái tài đàn của Thúy Kiều mà Thúy Kiều còn tự sáng tác được và tự viết nên một thiên bạc mệnh. Đó là một khúc nhạc buồn đấy. Đó là một khúc nhạc buồn. Thế chính cái khúc nhạc đấy dường như nó cũng đã dự báo và đại diện cho số phận của Kiều rồi. Cái sự kết hợp giữa việc miêu tả nhan sắc và tài năng đó thì tác giả Nguyễn Du còn khéo léo đan cài và sử dụng những cái từ ngữ mang tính dự báo như là gì? Là gì nhở? À, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, hay là cung đàn bạc mệnh. Đó đều là những dấu hiệu cho thấy được ra một cái dự cảm không tốt về số phận của Thúy Kiều, rằng là nàng Kiều hẳn là với một cái vẻ đẹp khiến cho thiên nhiên phải ghen ghét như thế, đố kỵ như thế. Rồi là cái khúc nhạc mà nàng sáng tạo lên, mà nàng sáng tác lên thì cũng là một khúc nhạc buồn. Tất cả những điều đó cho ta thấy được rằng là tác giả Nguyễn Du đang phảng phất cái sự dự báo ở đây là số phận của Kiều tới đây sẽ nhiều những cái long đong đận đận, sẽ điều những cái biến cố trắc trở và không rõ ràng là nàng có thể vượt qua hay không. Đó, ok chưa? Và đấy dường như nó đã trở thành một cái quy luật rồi. Khi mà càng người ta càng giỏi đi, càng đẹp đi, càng có một cái vẻ đẹp làm sao mà khiến cho nghiêng nước nghiêng thành đi, thì lại khiến cho trời xanh phải đánh ghen. Được không? Ok chưa? Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen mà. Được không nào? Tài hoa mà lại bạc mệnh đấy.
Vậy là qua một cái đoạn trích ngắn ngủi thôi, nhưng tác giả Nguyễn Du đã vừa cho thấy được cái bút pháp miêu tả người rất đặc sắc của mình đã đạt đến độ tài hoa rồi, vừa miêu tả được nhan sắc, vừa làm toát lên được tài năng tâm hồn, lại vừa dự cảm được về số phận. Cái thứ hai nữa là gì? Tác giả còn đem đến cho chúng ta chân dung về hai nhân vật Thúy Vân và Thúy Kiều, đặc biệt là vẻ đẹp của Thúy Kiều đấy. Ok chưa? Và cuối cùng thì tác giả có những vần thơ để nhận xét chung về hai chị em. Đây, chúng ta có thể nhìn vào đây. Bốn câu thơ cuối nhá. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng rủ màn tre, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Ở đây chúng ta thấy được một cái nhận xét chung về hai chị em. Đầu tiên, hai chị em sống trong cảnh phong lưu êm đềm. Đó, phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê, đang ở độ tuổi đẹp nhất và hai chị em đang sống trong cảnh phong lưu êm đềm. Tuy nhiên thì gì? Tuy nhiên nhá, đây này, êm đềm trướng rủ màn tre, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Chính cái điều đó giúp cho chúng ta thấy được là phẩm chất của hai nàng, mặc dù là sống trong cảnh phong lưu êm đềm nhưng luôn giữ được cái lối sống đoan trang. Đó là cái phần nhận xét chung kết thúc cho đoạn trích chị em Thúy Kiều. Được không? Các bạn hình dung ra không? Các bạn hình dung ra không nào? Em thích ghi lại một cụm thành ý văn luôn chị ạ. Rồi, thế thì nếu như mà các bạn muốn ghi chép như vậy, các em có thể tham khảo trong tài liệu. Tài liệu chị gửi đến các bạn thì tài liệu buổi 2 và buổi 3 cũng sẽ có cấu trúc giống như là tài liệu buổi 1, rất là đầy đủ, chi tiết, có hệ thống ý này, có phần viết mẫu này để các em tham khảo, và ở đó cũng có bài tập để chúng mình làm nữa. Các bạn đồng ý với chị không? Các bạn đồng ý với chị không nào? Ok chưa? Sao lại mà gọi là ghi, ai lại ghi thành một cục? Được không? Ghi lại thành một đoạn này, ghi lại thành một cái phần đầy đủ. Đó, ghi lại thành một cục kiến thức, ai người ta nói như vậy đúng không? Các bạn hồn nhiên thật sự luôn đấy. Ok chưa? Nhưng mà chị hiểu được cái mong muốn ấy của các bạn. Thế nên là phần tài liệu gửi đến các em đâu phải là chỉ có phần sơ đồ này đâu. Phần tài liệu gửi đến các bạn, tài liệu của khóa học mùa hạ này là phần tài liệu có cả ý chính này, có cả những gạch đầu dòng này, rồi có cả phần viết mẫu, có mở bài, có kết bài tất tần tật, để cho các bạn vừa học được kiến thức, lại vừa áp dụng được trong quá trình chúng mình viết bài nữa chứ. Được không? Các bạn hình dung ra không? Được không nào? Các em có còn ở đây không nhở? Các bạn đã nắm được về kiến thức của đoạn trích chị em Thúy Kiều chưa? Đây là một đoạn trích rất là hay. Sau cái bài mà chúng mình học về tổng quan truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du thì chúng ta sẽ đến với đoạn trích này. Và đoạn trích này thì không phải là vào năm học chúng mình học luôn, mà vào năm học chúng mình sẽ học một loạt các văn bản văn học nhật dụng. À chị xin lỗi, các văn bản nhật dụng chứ không phải là văn bản văn học nhật dụng. Đấy, cứ nói nhanh quá xong rồi lại bị nói nhầm. Các văn bản nhật dụng. Sau đó thì chúng mình sẽ học đến các văn bản văn học trung đại các em nhé. Được không? Thì các văn bản văn học trung đại thì chúng ta sau khi học về chuyện người con gái Nam Xương, chúng ta sẽ đến với cả chuyện Kiều của Nguyễn Du này, đến với những đoạn trích ở trong chuyện Kiều. Đặc biệt chú ý cho chị có đoạn trích chị em Thúy Kiều là 1, đoạn trích cảnh ngày xuân là 2, đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích là 3. Đây là 3 đoạn trích rất là quan trọng đấy. Ok chưa? Với mỗi đoạn trích chúng ta nắm bắt được một cái bút pháp miêu tả của tác giả Nguyễn Du. Nếu như chị em Thúy Kiều chúng ta nắm bắt được về bút pháp tả người. Nếu như cảnh ngày xuân chúng ta nắm bắt được về bút pháp tả cảnh. Thế thì đến Kiều lầu Ngưng Bích thì chúng ta sẽ thấy được cái bút pháp miêu tả nội tâm của tác giả Nguyễn Du đấy. Được không? Ok chưa? Nhá. Đó, với một chuỗi những cái câu thơ ở cuối, nó giống như một điệp khúc của phần của phần miêu tả nội tâm của tác giả Nguyễn Du. Khi mà Kiều lầu Ngưng Bích độc thoại nội tâm, đau buồn này, bộc lộ những cái cảm xúc của mình như thế nào, thì những buổi sau chúng ta sẽ tìm hiểu nhá. Các bạn hình dung ra không? Ok chưa? Rồi, các em hình dung ra không nào nhá? Thế nên là chị thông báo lại, nếu như mà các bạn mong muốn nhận về cái phần sơ đồ như thế này thì có thể nhắn tin về kênh fanpage học văn chị Hiên, các em sẽ được gửi phần file mềm, các em chỉ cần in ra thôi. Và đặc biệt hơn nữa nhá, đây cũng giống như chị đây, chị in ra và cái phần ghi này này hơi mờ một chút xíu, các bạn còn có thể tự do tô màu lên nữa cơ, đáng yêu cực luôn. Đây chị mở cho chúng mình xem nhá, rất là xinh. Ví dụ như cảnh ngày xuân chẳng hạn, ví dụ như cảnh ngày xuân chẳng hạn, các bạn thì sẽ được nhận một cái file mà chị scan lại cái trang vở mà chị đã vẽ sơ đồ này. Thế nên sẽ có màu, nhưng mà khi chúng mình in ra đen trắng ý thì phần màu đấy nó không rõ đâu. Các bạn có thể tô những màu khác lên nữa cơ, thỏa sức sáng tạo luôn. Đây, hay như cảnh ngày xuân này, chị cũng tô lại, rất là xinh. Rồi là gì nữa? Rồi là Kiều lầu Ngưng Bích này, rất là xinh. Đó, nên là các em hoàn toàn có thể là sáng tạo cho cái phần này nhá.
Ok chưa? Được không nào? Được không? Được không? Đó nhá. Rồi. Tuy nhiên là các em ơi, như chị vừa mới thông báo đấy, thì buổi hôm nay chúng mình chị còn chưa thấy đủ được cái số lượng học sinh tối thiểu là 120 bạn. Thế nên nếu như mà cứ như thế này thì rất có thể là chị sẽ phải xóa tất cả những phần phát trực tiếp sau khi khóa học kết thúc. Các em ạ, à, được không? Chúng ta đã cùng thống nhất với nhau như vậy rồi. Thế nên là chị bắt buộc sẽ phải tuân thủ theo đúng những gì chúng mình đã thống nhất cùng với nhau. Được không? Nên là các em ơi, vẫn còn thời gian, các bạn có thể gọi bạn bè của mình vào học luôn, điểm danh luôn để chị nắm được là có bao nhiêu bạn thực sự muốn học, để tới đây có những cái hoạt động và có những cái thay đổi nó khác đi ở trong khóa học của chúng mình. Đảm bảo là những bạn đang đồng hành cùng với chị ở đây, các bạn sẽ nhận được đầy đủ tài liệu và các bạn sẽ không cần mất quá nhiều những cái công sức đợi chờ nhau nữa. Được không? Ok chưa? Được không nào? Đó, đây. Rất là hay luôn đấy, vừa chiều hôm nay chị phát hiện ra luôn. Các em nếu như mà các bạn đi in ra đen trắng thôi là các bạn có thể tô màu, tự tô màu theo cái trí sáng tạo của mình, theo cái sự tưởng tượng của mình. Rất là xinh. Được không? Ok chưa? Được không nào? Đó, cảnh ngày xuân này, bên này là chị em Thúy Kiều này. Mục tiêu của chị trong buổi hôm nay là cùng với các bạn chúng mình nắm rõ về kiến thức đoạn trích chị em Thúy Kiều thôi, chứ chúng ta cũng sẽ không bước sang một đoạn trích mới, để làm sao để đảm bảo buổi sau chúng mình được liền mạch. Chứ chúng ta nếu như bây giờ chuyển sang đoạn trích mới, buổi sau lại kiểu như là bị dừng ở giữa ấy, nó rất là bị đứt mạch. Thế nên là hôm nay chúng mình sẽ tập trung nắm rõ được về kiến thức của đoạn trích chị em Thúy Kiều. Thế thì liên quan đến đoạn trích này, các bạn còn gì thắc mắc nữa không? Các em còn gì thắc mắc về đoạn trích chị em Thúy Kiều nữa không? Được không nào? Ok chưa? Nếu như mà các bạn đặt ra câu hỏi cho chị là: chị ơi, em cũng muốn đưa nhiều những cái câu thơ liên hệ mở rộng vào trong bài viết của mình, thì các bạn có thể tham khảo những câu thơ của tác giả Trế Lan Viên này, của tác giả Tố Hữu này, hay là của tác giả đó đó là hai tác giả lớn mà chúng mình có thể tham khảo. Ví dụ như là Tố Hữu thì có những bài thơ giống như là một tiếng nói đại diện cho hậu thế để gửi đến tác giả Nguyễn Du. Tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời nghìn thu, ngàn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày. Đó, hay là những vần thơ của Trế Lan Viên chúng ta cũng thấy như chị vừa mới đọc. Rồi là gì nữa? Chạnh thương cô kiều như đời dân tộc, sắc tài thay lại lắm chuân chuyên. Đó, rất nhiều những vần thơ hay mà các bạn có thể đan cài vào trong cái phần phân tích của mình. Và tất nhiên rồi, trong phần tài liệu viết mẫu mà chị muốn gửi đến các bạn cũng sẽ có phần này để các bạn linh hoạt ghi chép được nhé. Ok chưa? Các bạn có thể ghi chép luôn vào trong cái cuốn sổ dẫn chứng của mình, để chúng ta vừa có dẫn chứng của các văn bản văn học hiện đại, lại vừa có dẫn chứng cho các văn bản văn học trung đại nữa. Một cuốn sổ tay mà dạo gần đây đang làm mưa làm gió đối với các bạn học sinh lớp 9 luôn, bởi vì là thực sự rất là hạnh phúc khi mà khi cuốn sổ được đến tay các bạn, và các em có những cái phần feedback rất là đáng yêu và đầy trân trọng đối với cuốn sổ này. Dù là nhỏ xinh thôi nhưng mà các bạn rất là yêu mến, và chị mong là sẽ giúp cho các em học môn văn một cách dễ dàng hơn, lý thú hơn. Đó, nên là nếu các bạn mà muốn chúng mình lỡ bỏ qua cái cơ hội được nhận cuốn sổ đấy rồi thì lại tiếp tục nhắn tin về cho chị để nhận thông tin nhá. Được không? Thật ra ấy, cuốn sổ đó thật ra ấy là chỉ dừng lại ở chiến dịch tặng đến các bạn thôi, chỉ dừng lại đối với những bạn mà những bạn vào trong khóa học mùa hạ này đầu tiên ấy. Tức nghĩa là khi mà chúng mình nhận được cuốn sổ và các bạn làm đủ những cái bước mà học văn chị Hiên hướng dẫn các em là các em sẽ được vào khóa học này, được không? Tuy nhiên là gì? Chị cũng rất là bất ngờ khi mà rất rất nhiều bạn sau khi chiến dịch kết thúc rồi thì lại mong muốn được nhận cuốn sổ, nên là mới tạo điều kiện và mở thêm rất nhiều những cái cơ hội nữa cho các em. Ok chưa? Được không? Được không nào? Các bạn hình dung ra chưa? Sao lại hết nước chấm gì ở đây thế này? Các bạn đang nói chuyện gì đấy? Các bạn đang nói chuyện gì đấy? Chị mày nói nãy giờ, bây giờ đọc bình luận của các bạn đang nói chuyện gì đấy? Hả? Có vấn đề gì sao? Được không nào? Đúng rồi đấy, chính xác. Và buổi hôm nay cũng là buổi học thứ ba rồi, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi, còn buổi học ngày mai và buổi học ngày kia nữa thôi. Thì chị nói trước về nội dung để chúng mình chuẩn bị nhá. Buổi học ngày mai chúng ta sẽ có đó, phần chúng mình đồng hành cùng với nhau về nội dung của 4 câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh Ngày Xuân và 8 câu thơ cuối trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích.
đó là nội dung của buổi ngày mai, được không? Bởi vì đó là những cái phần nội dung rất là trọng tâm của những đoạn trích này, nên là với cái khuôn khổ thời gian hạn hẹp thì chị sẽ tập trung hướng dẫn các bạn nắm bắt được những phần kiến thức trọng tâm trong các đoạn trích nhá. Ok chưa? Còn buổi cuối cùng thì chị sẽ chấm chữa và đưa ra những cái nhận xét, góp ý cho phần bài làm bài tập về nhà của các bạn, được không nào? Thế nên, đấy là nội dung tới đây mà chúng mình sẽ đồng hành cùng với nhau, các bạn có thể lưu lại và chủ động trong quá trình học nhá. Chị chỉ mong sao là những buổi sau các bạn thực sự quan tâm và các bạn thực sự là vào học cùng với chị. Đó, ghi chép lại những phần kiến thức mà các bạn thấy bổ ích và đặc biệt là ghi nhớ nắm bắt được những cái thông tin quan trọng của chúng mình, những cái đặc quyền của chúng mình khi tham gia khóa học mùa hạ này, bao gồm là thẻ ưu đãi này, bao gồm là những cái phần tài liệu này, được không? Ok chưa? Bao gồm là những cơ hội mà tới đây tiếp tục đồng hành cùng với các anh chị trong team học văn chị Hiên trong các khóa học được tổ chức tới đây dành cho các bạn 2K7 đấy. Được không nào? Rồi, có các em nhá, buổi 2 và buổi 3 sẽ có một bài tập gộp chung. Và chị sẽ chữa chung ở trong buổi cuối cùng. Chị sẽ đăng bài để các bạn nộp bài tập và dựa theo phần bài tập các bạn đã làm, chị sẽ góp ý xem là hiện tại các bạn đang ở cái mức viết, đang ở cái sức viết như thế nào, cần phải cải thiện ra sao, có những điểm tốt như thế nào để phát huy này, có những điểm nào còn tồn tại mà chúng mình cần phải khắc phục để làm sao mà vào năm học nếu các em có những cái bài kiểm tra ở trên lớp, các bạn vẫn có thể làm tốt và đạt được cái số điểm để đảm bảo là điểm tổng kết của chúng mình vẫn luôn cao, hướng đến một kỳ thi vào 10 thật là thành công nhá. Ok chưa? Được không các em? Được không nào? Khóa học VIP được tặng sách không ạ? Có các em nhá. Khóa học VIP đây. Khóa học VIP thì các bạn sẽ được tặng sổ tay dẫn chứng kèm với cả vở luyện viết này. Khóa học VIP thì các bạn sẽ được tặng rất là nhiều. Các bạn sẽ được tặng cuốn sổ tay dẫn chứng rất là xinh. Đó, và các bạn sẽ được tặng thêm cuốn vở bài tập này. Thì trong cuốn vở bài tập này, chị gọi là review một chút cho chúng mình nhá. Rất là xinh luôn ấy. Một cái cuốn vở thật sự luôn. Nó không phải là đưa các em trở về cái thời ấu thơ đâu. Nhưng mà thật sự cuốn vở này được thiết kế rất là xinh với cái khổ giấy này. Nó vừa vặn với chúng mình luôn. Và các bạn có thể mang đi mọi lúc mọi nơi đồng hành cùng với chúng mình. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống bài tập tương ứng với cả lộ trình ở trong khóa học VIP, khi mà với mỗi tuần chúng ta sẽ có mục tiêu cụ thể. Và mục tiêu này sẽ được hiện thực hóa và cụ thể hóa dưới dạng những bài tập. Và chị hướng đến nhiều bài tập dưới dạng bảng biểu để các bạn dễ nhìn hơn, dễ học hơn. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng viết. Như thế thì vất vả quá. Và như vậy nhiều khi là hiệu quả cũng không tốt. Thế nên với cái mục tiêu là ghi nhớ kiến thức thì chị sẽ làm những cái bài tập dạng bảng biểu như thế này cho các bạn làm, hoàn thiện vào là chúng ta đã có một cái bảng ôn tập rồi. Thứ hai là đối với những mục tiêu như là luyện viết đi. Đối với những mục tiêu như luyện viết thì chị lại soạn những cái bài tập mà ở đó có cả phần hướng dẫn làm bài nữa, có cả phần bí kíp để viết bài nữa. Những phần bí kíp này là được trích ra từ trong khóa cốt 9 năm ngoái, tức nghĩa là khóa lập trình một bài văn hay, đều là những cái bí kíp, đều là những cái công thức rất là quý luôn ấy. Đều là những cái công thức đặc biệt mà các bạn chỉ cần áp dụng thôi là chúng ta đã có được nhiều những cái cách viết hay áp dụng cho nhiều đề bài khác. Ok chưa? Đó, thế nên là những phần này nó chỉ có ở trong vở bài tập thôi. Nên là những bạn nào ở trong khóa VIP là chúng mình được ưu đãi rất là nhiều và được nhận những cái phần quà thật sự rất là xinh xắn như thế. Được không các em? Nhá, ok chưa? Đó, đấy, cứ từng tuần một đều có mục tiêu và đều có hệ thống những bài tập, hệ thống những bảng biểu để các bạn có thể hoàn thành. Rồi có cả những câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức của các em nữa. Rồi là gì nữa đây? Rồi là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái phần. Nếu như đối với cả phần thơ nhá, phần quan trọng nhất là các biện pháp tu từ, thì tất cả các bài thơ các em đều có những cái bảng để hoàn thiện về biện pháp tu từ như thế này. Thế là làm xong cuốn vở bài tập này là chúng ta cũng đã có một cái đề cương đầy đủ và chi tiết, không còn thiếu bất cứ một cái gì, kiến thức gì liên quan đến các văn bản nữa. Chị đảm bảo với các bạn điều đó luôn. Được không? Ok chưa? Và với những bài tập này thì các bạn sẽ được chấm và được chữa qua những phần phát trực tiếp. Tức nghĩa là chị trợ giảng sẽ phát trực tiếp cùng với chúng mình để chữa bài của các em, đọc bài của các bạn, nhận xét xem là các bạn làm được đến đâu, chúng mình cần phải cải thiện điều gì, cần phải cố gắng ra làm sao trong những bài tập sau. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái bảng theo dõi theo tháng nhá. Tức nghĩa là các bạn sẽ nhìn thấy cả một cái quá trình của mình, xem là mình đang tiến bộ hay là mình đang thụt lùi để chúng ta có được cái định hướng rõ nhất. Đặc biệt chúng ta luôn có sự đồng hành của các bậc phụ huynh, của bố mẹ chúng mình. Bố mẹ chúng mình khi đăng ký
khóa học online thì chị cũng biết là bố mẹ đặt rất nhiều những cái kỳ vọng, bố mẹ cũng đã tin tưởng, thế nên chúng ta cũng không nên phụ lòng tin tưởng của bố mẹ. Thế nên là sẽ có những cái phần sổ liên lạc được gửi về cho bố mẹ hàng tháng để cho bố mẹ có thể nắm bắt được tình hình học của chúng mình dễ dàng hơn trong quá trình đồng hành cùng với các em. Ok không? Và đặc biệt nếu như các bạn có gì khúc mắc không thể chia sẻ được cùng với bố mẹ thì anh chị trong team của Văn Chị Hiên rất sẵn sàng lắng nghe các em đấy. Ok chưa? Nhá. Được không nào? Được không các bạn? Hình dung ra chưa? Trong chuyện từ trên trời rơi xuống. Đấy, thật sự luôn. Cứ mãi nói xong rồi nhìn xuống bình luận, không biết các bạn đang nói chuyện gì. Học đến tháng 4. Đúng rồi, chính xác là khóa học VIP của chúng mình sẽ học đến hết tháng 4. Nhưng mà xuyên suốt tháng 5 thì các bạn có thắc mắc gì thì các khóa học vẫn luôn được duy trì nhá, để đảm bảo là giải đáp thắc mắc cho các em. Bởi vì là khóa học VIP, văn VIP của chúng mình đã có 2 tháng luyện đề cơ, tháng 3 và tháng 4 của chúng mình dành riêng cho việc luyện đề luôn. Tất cả những phần kiến thức và kỹ năng, phương pháp chúng mình đã học từ trong những tháng trước thì đến tháng 3 và tháng 4 chúng mình sẽ bước sang giai đoạn luyện đề nhá. Ok chưa? Được không nào? Được không, được không? Đó. Đúng rồi đấy. Ok chưa? Rồi. Được không nào? Các bạn còn gì thắc mắc nữa không? Thì đó là về khóa học Văn VIP nhá. Và đối với khóa học Văn VIP thì các bạn vẫn có thể áp dụng cái phiếu ưu đãi của chúng mình, cái thẻ ưu đãi giảm 100k khi mà đăng ký khóa học. Hay là đối với khóa học kiến thức nền đi, khóa học kiến thức nền cũng là một cái lợi thế của các bạn khi mà học phí cực kỳ ưu đãi luôn ấy. Khi chúng mình áp dụng cái thẻ ưu đãi giảm 100k thì các bạn tính ra là mỗi buổi chúng mình chỉ học mất có 15.000 thôi. Được không? Mất có 15.000 thôi mà chúng mình vẫn được tặng sổ tay dẫn chứng nhá. Đối với những bạn đăng ký khóa học kiến thức nền thì các bạn vẫn được tặng sổ tay dẫn chứng đấy. Và áp dụng theo cái sổ tay dẫn chứng đó, chúng mình sẽ kết hợp với cả phần kiến thức ở trong khóa học, sẽ viết được những cái bài văn mà vừa đảm bảo kiến thức nền đầy đủ, lại vừa có phần kiến thức liên hệ mở rộng, phong phú và sâu sắc nữa. Ok chưa? Ok chưa nào? Rồi, nhá. Đó. Rồi, còn bây giờ nếu như mà chúng mình không có thắc mắc gì nữa thì chị sẽ kết thúc phần phát trực tiếp tại đây. Chị rất là cảm ơn các bạn khi mà từng ngày luôn đồng hành cùng với chị, luôn đồng hành cùng với cả các anh chị trong team học Văn Chị Hiên, luôn nghiêm túc trong việc điểm danh để nhận tài liệu, rồi là luôn nghiêm túc trong việc là vào học đúng giờ. Tất cả những điều đó chị sẽ cố gắng biến nó trở thành động lực để tiếp tục duy trì trong những buổi học sau. Nhưng mà tất nhiên vẫn là những cái điều mà chúng mình phải thống nhất với nhau từ trước, đó chính là hôm nay buổi học của chúng mình chưa đủ 120 bạn. Thế nên là chị mong những buổi sau các bạn sẽ vào học đông đủ hơn. Và đến cuối, nếu như mà tinh thần của chúng mình được kéo trở lại hăng hái như buổi đầu thì chị sẽ giữ lại những phần phát trực tiếp. Còn nếu như mà cứ như thế này ấy thì chị buộc phải xóa những phần phát trực tiếp, xóa tất cả những buổi học của chúng ta ở trong khóa học này để đảm bảo công bằng cho các bạn. Ok chưa? Nhá, các bạn cũng hiểu cho chị điều đó nhá. Các bạn cũng hiểu cho chị điều đó. Chúng mình đã thống nhất cùng với nhau như vậy rồi. Ok không nào? Được không, được không? Ok chưa? Đấy, chứ không thể để một khóa học 1.000 bạn, hơn 1.000 bạn mà bây giờ chúng mình học vào ít như thế này. Đó, ok chưa? Rồi, tất cả những cái thắc mắc của các bạn, các em đều có thể nhắn tin về cho chị hoặc là nhắn tin về kênh fanpage học Văn Chị Hiên cho học cơ sở để đăng ký tham gia khóa học này, để hướng dẫn cách sử dụng thẻ ưu đãi của chúng mình này. Được không? Đừng bỏ lỡ nhá. Và hãy nhớ là thẻ ưu đãi của chúng ta sẽ được áp dụng chỉ trong khoảng thời gian mà khóa học mùa hạ này diễn ra, và cũng chỉ áp dụng cho những bạn ở trong khóa học mùa hạ này thôi. Những bạn khác là không được áp dụng đâu. Những bạn khác là không được nhận cái thẻ ưu đãi đấy đâu. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 20h30 tối ngày mai nhá. Chị vẫn sẽ tiếp tục điểm danh các bạn ở trên cái phần bài đăng buổi sáng ngày hôm nay, để sau đó khi mà đủ 800 bạn khác nhau rồi thì chị sẽ gửi phần tài liệu buổi 2 và buổi 3 tới các bạn. Ok chưa? Hãy nhớ là gọi bạn bè của mình vào điểm danh đầy đủ để được nhận tài liệu nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các em. Bye bye.